Chào quý khách, thì hôm nay thì Gia Dụng Nhật tại số 2 ngõ 603 Đàn Ông Quân thì về được một con ghế Taijutsu KC8600 hàng trưng bày đời 2021. Cái bản này nó là hàng trưng bày đời 2021, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy không? Hàng mới nguyên thôi. Trên máy chỉ duy nhất có một vết nhỏ xíu như thế này thôi, để các bạn có thể nhìn. Còn đâu thì tất cả này đẹp như là mới mới. Hiện tại thì mọi người đã biết là Gia Dụng Nhật đang bán con KC86 này, hàng mới thì đang là 72 triệu. Thì về một con đời 2019, đời đang giá đây. Đấy, hoàn hảo luôn. Chỉ có một vết nhỏ ở trên đầu ấy thôi. Rất là đẹp. Bảng điều khiển này. Con này thuộc hàng trưng bày cho nên nó sẽ có phiên bản tiếng Anh. Nhưng mà vẫn chạy điện 100V nhé. Vẫn chạy điện 100V. Còn nếu như bác nào mà thích tiếng Nhật thì bên em có thể lắp cả bản điều khiển tiếng Nhật. Con này thì khi nó về ra thì nó có bản điều khiển tiếng Anh. Thế nhưng mà nếu như mọi người mà muốn lắp bản tiếng Nhật thì bên em vẫn sẽ lắp bản tiếng Nhật sang cho, bởi vì những cái dòng máy này về bên em đều có những cái phân sơ cua. Hàng mà ghép công, hàng mới nguyên thì bao giờ nó cũng sẽ là phiên bản tiếng Nhật. Còn những cái hàng bày như thế này thì người ta sẽ có con thì nó sẽ bày là bản tiếng Anh, có con thì bày bản tiếng Nhật ra để nó giới thiệu cho khách hàng. Còn đây là phiên bản đời 2022 này, giống nhau y xì đúc đúng không ạ? Taijutsu KC8600. Con này thì có gì? Con này thì có massage kéo bẻ cổ chân. Đây là dòng duy nhất trên thế giới tại thời điểm này có chức năng bẻ cổ chân. Dám khẳng định luôn, bởi vì là không có bất cứ dòng ghế nào có thể bẻ cổ chân, nó chỉ có thể đo chân thôi, nhưng mà bẻ cổ chân như con này là không có. Đấy. Massage dòng công nghệ 4D. Đây mọi người có thể thấy những cái dòng cao cấp nhất của Taijutsu nằm bên cạnh dòng của Panasonic. Ví dụ như bên cạnh là mẫu Panasonic EPMA100 đây, Taijutsu KC86, và bên cạnh kia là mẫu Fujioki AF1000, cũng là mẫu cao nhất của Fujioki rồi. Rồi.